Vâng, xin chào quý vị, các bạn đang quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto. Và trong buổi sáng sớm ngày hôm nay, một ngày thứ hai đầu tuần, thì em giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe mới nhập về cửa hàng. Một chiếc xe giá khá là rẻ, một mẫu sedan phân khúc hạng A. Vâng, Hyundai Venue sản xuất năm 2008, phiên bản máy xăng 1.4. Một chiếc xe khá là tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ 5 lít cho đến 6,5 lít trên 100 cây. Một chiếc xe máy móc chạy vẫn còn hoạt động hoàn toàn bình thường, vẫn êm, đi cực kỳ đầm chắc, nội thất ghế da, trần để cực kỳ đẹp. Và với form dáng thì khá là thể thao, màu trắng ngọc trinh khá là bắt mắt. Thì đây là một lựa chọn cũng khá là thoải mái cho những ai mà với kinh tế nhỏ hẹp. Vâng, chỉ với 167 triệu đồng thì đây là một chiếc xe khá là lý tưởng, màu trắng cực kỳ đẹp, bắt mắt, sơn si đẹp luôn nhé quý vị nhé. Vâng, những ai quan tâm đến mẫu xe này thì alo cho em qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869188926. Cửa hàng em ở chợ ô tô Văn Toa Đồng Bằng, Hải Phòng, rất là hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Và bây giờ thì em sẽ đi chi tiết về chiếc xe này cho quý vị các bạn cùng xem. Một chiếc xe khá là ổn luôn. Vâng, thưa quý vị các bạn, mọi người có thể nhìn tổng quan bên ngoài của chiếc xe. Form dáng thì khá là thể thao, bắt mắt. Vâng, cũng rất là đẹp, một mẫu sedan khá là ổn luôn. Biển số 92A03286. Một chiếc xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Và xe này là xe nhập nhé quý vị nhé. Vâng, một chiếc Venue nhập luôn ạ. Vâng, đầu tiên là phần bầu đèn. Mọi người có thể nhìn là đèn của chiếc xe là sử dụng đèn halogen, rất là sáng. Vâng, logo Hyundai nổi bật trên lưới tản nhiệt. Và đặc biệt là hai đèn gầm thì là sử dụng đèn bi xê lông. Chiếc xe thì đã được sơn lại 100% rồi. Thế nhưng mà form dáng sơn si vẫn còn zin luôn, rất là đẹp luôn. Vâng, không có hiện tượng bong chóc, sơn ôm chắc vào xe. Thế nên là mọi người thực sự là yên tâm khi mua xe về thì không phải nghĩ. Vâng, sơn không nổ nhé quý vị nhé. Xi nhan kết hợp trên tay gương. Mọi người có thể nhìn ạ. Và xi nhan kết hợp trên tay gương. Gương đó. Và xin lỗi, trên thân ạ. Vâng. Và trên tay gương thì có lá cờ Tổ quốc khá là đẹp ạ. Vâng, đang tung bay trước gió. Phần la răng thì là ốp la răng giả. Dạ vâng. Và la răng mọi người có thể nhìn, chiếc xe là sử dụng lốp Spring, lốp của Dunlop ạ. Vâng. Và lốp thì cũng tương đối khá là mới. Lốp này thì từ 2007 và 17 ạ. Vâng. Lốp vành 14, lốp 185, tỷ lệ 65. Phần cua lốp thì nói chung là cua lốp đằng sau thì khá là ổn, và cua lốp đằng trước thì chỗ này mất rồi. Lốp thì tương đối khá là ok. Này đi thoải mái luôn, không phải nghĩ ngợi. Vâng. Tay nắm cửa thì vẫn là màu sơn si trắng, đồng đều với xe. Mọi người có thể nhìn là gương chiếu hậu khá là to, bản ngang luôn, khả năng quan sát thì khá là dễ dàng. Ở trên kính thì đã được dán phim cách nhiệt cả tất cả bốn cánh cửa nha quý vị nhé. Cửa đóng mở thì khá là êm khít đó, mọi người nhìn ạ. Vâng, chiếc xe này thì đảm bảo cho quý vị là không đâm đụng, không ngập nước. Vâng, kính vẫn còn nguyên zin của hãng Hyundai đấy ạ. Dạ vâng, đó mọi người nhìn nhá. Tất cả các chức năng hoạt động vẫn còn rất bình thường. Gương kính chỉnh điện, tí nay em sẽ vào sử dụng chức năng này cho mọi người cùng xem. Còn các cái nút bấm thì vẫn còn rất là mới. Đó. Kính các thứ là thoải mái luôn. Đặc biệt là phần răng cao su chống nước thì mọi người có thể nhìn là răng cao su chống nước vẫn còn rất là đẹp. Vâng. Và keo chỉ của chiếc xe này thì zin luôn. Đấy, keo chỉ zin, không phải là keo chỉ chạy lại nhá quý nhá. Keo chỉ sơn đè lên luôn. Và phần bản lề cánh sau mọi người nhìn ạ. Và chỗ này thì sơn hơi thô một chút nhưng mà rất là ok. Nói chung là không ảnh hưởng gì cả. Và với cái giá thành chỉ 167 triệu đồng thì đây là một chiếc xe khá là lý tưởng. Mọi người mua về giá rẻ, đi chắc chắn là gia đình 5 người. Mình những ai ở vùng kinh tế hạn hẹp thì mình mua chiếc xe này là quá là hợp lý rồi. Vâng.
hơn 100 triệu đồng cũng có một chiếc xe. Đó, mọi người nhìn nhá. Đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường luôn. Vâng. Và phần bên trong không gian ghế, nội thất ghế da thì vẫn còn tương đối khá là ok. Em đánh giá ghế da này khoảng 7 điểm luôn. Vâng. Cũng khá là được. Và có hai cái loa ở đằng sau này. Rất là to luôn. Đó. Trần nỉ thì khá là sạch sẽ. Nói chung là ổn. Vâng. Phần đằng sau thì mọi người có thể nhìn là riêng phần đèn thì rất là rõ, bốn vùng đèn, đèn lùi này, đèn hậu, đèn phanh. Và đấy, rất là rõ ràng luôn. Đấy. Bên này cũng tương tự. Chiếc xe này thì cốp thì có thể là mở bằng chìa khóa. Vâng, chìa khóa thì đang để trên kia rồi. Để em sẽ lên lấy chìa khóa. Con này thì không có camera lùi. Nếu những ai quan tâm đến mẫu xe này khi mà đặt mua thì bên em sẽ lắp camera lùi cho quý vị các bạn. Vâng, mọi người thực sự nên yên tâm vì đã có màn hình DVD rồi. Nên là việc lắp cam lùi thì rất là đơn giản. Và chứng tỏ trình độ lái cũng quá siêu, không cần đến cam lùi. Vâng, con này thì mở bằng chìa khóa nhé quý vị nhá. Vâng, ồ, không gian cốp cũng khá là ổn luôn. Vâng, đầu tiên là ta xem cái phần đèn đóm. Đèn đóm rồi khung rằng. Không có vết đâm va, không có vết chỉnh sửa nắn mép gì cả. Đó. Vâng. Còn keo chỉ ở trên cánh này thì sao? Keo chỉ này khá là ổn. Vâng. Bên này chạy lại rồi. Bên này có chút chạy lại rồi. Đấy, đây ạ. Vâng, đây chỗ này chạy lại. Chỗ này là lùi nên không tránh khỏi. Vâng. Nói chung là chạy lại một chút này thôi, không phải là chạy cả. Nên là cũng tương đối ổn luôn. Vâng. Kính vẫn còn zin đấy quý vị ạ. Nếu mà đâm va thì không thể có kính này được. Vâng. Kính nhập. Đấy. Khung trước các thứ vẫn còn ổn luôn. Lùi tông vào một chút. Vâng. Hoặc là ở đằng sau người ta tông lên. Vâng. Tiếp theo là phần khoang chứa đồ. Khoang chứa đồ khá là rộng rãi, tiện lợi luôn. Với cái giá thành 167 triệu đồng thì chiếc xe này khá là lý tưởng và phù hợp với các cái phân khúc nhỏ. Lốp sơ cua của chiếc xe đấy, mọi người nhìn ạ. Vâng, lốp sơ cua rồi bơm, rồi phần kích. Vâng, đấy, vẫn còn nguyên. Và con này thì chưa được lót chống ồn. Khoang đồ này thì sao? Rất là rõ ràng luôn. Nói chung là đồ đạc các thứ đã thì thoải mái rồi. Hơn 100 triệu đồng một chiếc xe màu trắng ngọc trinh bắt mắt như thế này thì không có gì lý gì mà không đến xem xe. Vâng, cửa đóng mở thì khá là được đấy. Vâng. Cánh bên này thì mọi người có thể nhìn là phần tappi thì khá là sạch sẽ. Vâng, không có khoan đục luôn nhé quý vị nhá. Đấy, khá là sạch sẽ, không có khoan đục. Cửa này, kính thì cũng đã được dán phim cách nhiệt rồi. Và đặc biệt là gioăng cao su chống nước thì không có vấn đề gì. Keo chỉ bên này ok. Một chút này thôi, không sao. Wow. Khá là ổn luôn ạ. Cửa đóng mở khá là êm khít. Và đấy. Phần trên này thì tappi cũng rất là sạch sẽ. Phần phim cách nhiệt rồi cũng như gioăng cao su chống nước và rồi keo chỉ. Keo chỉ đây, keo chỉ đẹp luôn quý vị ạ. Và keo chỉ cũng khá là ổn luôn. Và về phần táp lô thì mọi người có nhìn là táp lô cũng khá là sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Đó. Và không gian người ngồi bên cạnh thì cũng tương đối ok. Và chiếc xe này do là bản thiếu nên là sẽ không có túi khí. Vâng. Cần số thì cũng đã theo thời gian rồi. À, mọi người nhìn ạ. Vâng, đây ra này, cần số này. Theo thời gian rồi. Con này chạy được hẳn 37 vạn cơ. Vâng, thì tí nữa ta sẽ sang bên kia ta xem. Vâng, còn tất cả các cái khu vực này thì vẫn rất là ok. Đầy đủ các chức năng luôn. (Cười)
Vâng, và bây giờ thì hãy cùng em đi vào trong cái khoang lái để cảm nhận là không gian như thế nào. Vâng, một mẫu sedan ngồi rất là thoải mái. Đồng hồ hiển thị thì thấy rằng là đi được 37 vạn rồi. Mức đi cũng khá căng. 2008 mà đi được 37 vạn. Vâng, cũng khá là căng. Cũng tương đối trung bình. Một năm là 4738 à 4728 9436. Đấy. Rồi, bây giờ thì mọi người hãy xem cùng em xem nhé. Em bật chìa khóa điện lên ạ. Vâng. Bật chìa khóa điện lên thì các cái đồng hồ hiển thị rất là rõ ràng cho thấy rồi, các cái mức kia còn đang báo là cốp chưa đóng rồi. Vâng. Xăng ắc quy rồi đâu cái màn hình giải trí này là màn hình lắp thêm, thì là cái màn hình này nó cũng hiển thị rất là rõ ràng các thông số, và nếu ai muốn lắp camera lùi thì bên em sẽ lắp cho quý vị các bạn. Vâng, rất là tiện lợi nhá. Màn hình này là màn hình cảm ứng và đã có thể lắp được camera lùi rồi. Vâng. Đấy mọi người nhìn ạ. Đấy. Màn hình rất là rõ ràng, đầy đủ luôn. Màn hình có va. Còn dưới này là cụm điều hòa, quạt gió điều chỉnh hết. Nói chung là các chức năng không thiếu. Quạt gió vẫn rất là khỏe luôn. Và khá là khỏe. Và các chức năng hoàn toàn hoạt động hoàn toàn bình thường. Bây giờ thì em sẽ thử chức năng cửa kính nhá. Đó, cửa kính ok. Cửa kính vào một chạm luôn. Và rất là tiện lợi ạ. Và bên này thì sao? Hoạt động hoàn toàn bình thường. Này không chạy máy nên là động cơ nó hơi bị yếu tí. Theo ắc quy thì nó sẽ yếu. Rồi, rồi, tí nữa ta sẽ khởi động máy rồi ra chơi. Ắc quy yếu là do chạy máy nên là mọi người cũng thông cảm. Rồi, bây giờ thì em khởi động động cơ. Đấy, động cơ phát lên luôn. Và lên 1000 vòng phút. Với động cơ 1.4 như thế này thì khi mà khởi động thì sẽ mức chạy không tải, mức tiêu thụ nhiên liệu thì rất là thấp, chỉ khoảng 3 lít thôi. Nhưng mà khi mà chạy với mức độ như thế này thì rất là tiết kiệm nhiên liệu, nó chỉ rơi vào tầm khoảng 4,5 đến 5,5 lít thì là rơi như thế thì quá là ổn rồi. Đi thì quá là ổn. Vâng. Ta kiểm tra tay lái nhá. Tay lái trợ lực dầu rất là nhẹ luôn. Tay lái khá là nhẹ. Vâng. Các chức năng gạt mưa. Đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường luôn. Đèn đóm sáng láng luôn. Vâng. Đèn đóm thì chắc chắn là phải sáng rồi. À, rất là tiện lợi. Rất là trần thì khá là sạch sẽ. Các cái phím đèn điếc các thứ vẫn còn ngon nguyên. Đấy. Bây giờ ta đi đến khoang động cơ nhá. Vâng, thưa quý vị các bạn, trước mắt quý vị các bạn là khoang động cơ của chiếc xe. Động cơ 1.4 sử dụng hạ cam kép và động cơ thì chạy khá là êm, không có dấu hiệu chảy dầu mỡ cho quý vị nhá. Không có dấu hiệu chảy dầu mỡ luôn, khá là ổn. Vâng, em mở xem là có hơi thừa hay không. Con này không có một chút hơi thừa luôn. Vâng, răng phớt hoạt động hoàn toàn bình thường, rất là ổn ạ. Vâng, máy móc về hoạt động tầm chắc luôn. Nhưng chiếc xe này thì về phần khung vỏ thì em không muốn nói nhiều. Còn đâu này, phần máy móc về hoạt động khá là êm chắc, không có hiện tượng rung bật. Máy này hoạt động còn lâu. Và còn ắc quy thì khá là mới luôn, ắc quy mới thay ạ, khá là mới. Đấy, ắc quy xanh rất đẹp luôn. Vâng, và lắp capo thì keo chỉ cũng khá là ổn. Với một chiếc xe như thế này thì là giá thành rẻ như thế này thì không có lý gì là mình không thể đến xem xe. Vâng, một chiếc xe mua về để tập lái cũng như là có thể là đi lại thì gì. Với giá thành 167 triệu đồng, một chiếc xe khá là ổn. Vâng. Form dáng thì khá là đẹp và máy móc thì hoạt động cực chắc. Vâng. Gầm bệ hay sao? Gầm bệ khô ráo. Vâng, đó, đấy. Tầm bệ rất là khô, đáo, cao thoáng luôn, không có dấu hiệu dầu mỡ.
ngoạt luôn. Vâng, thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì Vũ Duy Auto cũng đã giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe mới nhập về cửa hàng. Đó là mẫu Hyundai Venna sản xuất năm 2008, phiên bản máy xăng 1.4. Một chiếc xe khá là tiết kiệm nhiên liệu, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc. Những ai quan tâm đến mẫu xe này thì hãy alo cho em qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869 158 926. Cửa hàng em ở chợ ô tô Quan Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Và rất vui khi quý vị các bạn đã quan tâm, theo dõi và chia sẻ kênh giúp Vũ Duy Auto. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video lần sau.